Trời ơi. Ê, chưa trả nợ nghe, đừng có bán nữa tao tát. Cái gì vậy này, gì chưa? Mua gì chị? Cái gì chưa? Dạ, mua gì chị? Mua 2 kg ba rồi. 2 kg ba rồi. Trả tiền bữa hổm trước nè. Dạ dạ. Cho hổm thiếu ha, em nhiêu quên rồi, em quên rồi. 585.000. Dạ 585.000 chị. Dạ này 600.000. Cho xin 15.000 luôn. Trời ơi, thương chị ghê luôn á. Trời ơi, trời. Rồi bữa nay chị mua gì? 2 kg ba gọi. Bây giờ chị về nhà đi, ship tới nhà cho chị luôn. Ship tới luôn hả? Dạ dạ, có tiền là ship tới. 2 kg ba gọi hả chị? Trời ơi, cái này có ha. Chị cái này có em tính chị 2 kg luôn nè. Nha. Em ship tới nhà luôn cho. Dạ dạ dạ. 2 kg ba gọi 400.000 chị. Lấy thêm ký thịt bò nữa đây. Ký bò hả chị? Ồ, bữa nay chị đâu về vậy, bữa nay sao đẹp vậy trời? À quên, em quên chị em trả cái nón cho chị nè. Trời ơi, quên. Trời ơi. Chị em trả cái nón cho chị nè. Ồ, đẹp lộn lỗ luôn. Trời ơi, dễ thương á. Thế là dạ. Dạ. 2 kg thịt bò hả chị? Chị cứ về ở chút xíu là chị ấy nha. Em đem về tới nhà cho chị luôn. Dạ. Dạ, cái này 1,1 kg em tính chị 1 kg thôi đó chị. Còn mua gì nữa không chị? Mỡ hả chị? Lấy hết không chị? Thôi mỡ này bữa nay em tặng chị luôn đó, chị khách hàng tặng thiết em tặng chị luôn đó. Tặng chị luôn nè. Chờ thấy gì nữa không chị? Rồi 3 thứ. Gì nữa không chị? Ship tới nhà nha. Dạ em hứa ship tới nhà chị luôn. 53 Hùng Dương nha. Dạ dạ dạ. Ở chị có bà con gì ở Bình Tiên không? Có. Ship ở Bình Tiên luôn hả? Dạ, ở đâu cũng ship ở Sài Gòn mình chọn ship trơn nè. Ship ở Tân Phú không? Dạ ship luôn. Chị lấy thêm. Trời ơi, bữa nay cái da mặt của chị đẹp ghê luôn trời. Dạ, dạ. À, cái này bữa nay em tính chị còn tính chị 120. Cái này em tính chị 150 là 270. Bữa nay đây 30 là chẳng 300.000 chị. Ủa sao nãy nói này to? Ờ em có này em cho chị luôn anh lấy 270. Dạ. 270 nè. Dạ. Cho tiền ship luôn á. Không, em lấy tiền ship gì đâu. Chị cho em không kịp nhận, nhận cái bên chị. Rồi chị về không hả? Rồi chị về đi. Dạ. Dạ. Dạ ship tới chỗ cho chị luôn. Nè. Thôi mà chị ơi, thôi mà em ship tới chỗ chị luôn thì mà em nói chị vậy ha. Chị. Chị nói đi. Em gửi lời xin lỗi chị không về em chữ chị quá trời em tưởng không. Ha. Còn bữa nay tụi với mặt em dê luôn trời. Rồi chị về đi, chị về đi. Dạ chị lấy ship mắt em về luôn đi chị. Em chị lấy luôn về đi. Nè, đem ship cái này cho chị Xuyến nhanh sẽ lọn gàng lịch sự lễ phép đàng hoàng nghe chưa? Không có làm phiền lòng khách hàng của mình nghe chưa? Tuần nào cũng vậy. Ôi chị. Ủa. Ôi, thịt nè, thịt. Đâu bữa nay đâu dạ? Bữa nay mua thịt, bữa nay em cay, bữa nay mua được cay không à. Mai mốt mua thịt. Rồi sao bà nói bà ăn chay mà lại bà mua cá mà có hồn dữ vậy? Bà Tiến. Bà nói bà ăn chay mà bà mua cá. Mua cá giùm ta, mua cá giùm. Yeah. Không mua thịt. Mua sao thịt. Không có tiền cái bà lợi nhà tôi cái bà mua thịt thiếu. Rồi cái bà có tiền cái bà đi ra chợ mua cá bà ăn. Trả nào? Thiếu tao 20.000 thì thịt chưa trả đó. Hồi lên 180 nè. Không giữ đi sao? Con dòng mà tao vậy tao ghét dữ lắm. 2 ngày tôi lấy trời lên 160 thôi đó. Lấy không lấy được thì kêu công an lại bắt tôi. Tôi không bán cho bà luôn mà đi đi. Thà ế chứ không có bán cho bà luôn. Cứ cái dòng mà không có tiền cái lợi tao ăn, có tiền cái lợi tao khác mua. À tôi ế đó, tôi không bán cho bà luôn. Thịt bán chị thiếu ký thịt mời chị trả, mời chị trả thiệt con, mời con chị về chị trả, bữa nay hết tiền rồi, mời hứa mời là mời chắc 100%. Mời bán chị ký thịt đi, mời trả tiền, thiệt nhà hết đồ ăn rồi, nguyên nhà luôn, từ lớn tới nhỏ không có ai còn biết đồ ăn rồi trơn á, bán thiếu mời trả tiền. Nay hết tiền ra năn nỉ thiệt mà. Ăn thiếu thì lúc thiếu thì năn nỉ gì đó. Bán đi cưng. Bán chị mua 1 kg nha. ủa rồi bữa hổm người nào nói bữa nay ăn chay, ủa rồi bữa nào người ta nói thèm cá, ủa trời ơi bữa nay lại đang nghĩ mua thịt hả, thôi đi bà nồng tôi. Rồi cái chỗ này là chỗ của tổ tiên dòng họ chị để lại cho chị hả? À sáng chị đứng chị ôm cột chị đứng trước cái quán tôi hả? Trễ rồi, sáng rồi nữa sáng. Trễ rồi vậy mới có 6 giờ thịt tôi chưa bán hết mà lại bà trụ phải về. Rồi mày cùng nữa mày bán hết thịt đi bệnh đi với mày mà 6 giờ. Chứ mấy giờ? 11 giờ rồi còn đóng thịt bán tí đi. Còn ơi trả tiền. Có trả tiền mà. Bữa nay nhìn cái mặt đáng thương quá. Chừng nào trả? Thôi. Chắc chắn. Ê, okay. Chắc chắn mà trả không? Thôi trả. Bà chuyên gia nói dối đó. Đây. Buông ra đây. Ngày mới đó lại trả tiền đó đi ép. Lấy cái gì? Lấy miếng là miếng này cái bọc này. Đồ mà không có tiền mà ăn đồ thịt ngon không à? Lấy cái này là môi là không có lợi là mất con dép đó nha. Trời ơi trời nó không có tiền đó. Bữa nay bà nghèo đó đăng ký 2 tính cho bạn 91 đó. Ô phạm cà người mới nó trả tiền ô phạm. Bán thịt gì đâu á, người ta thiếu rồi chứ người muốn người ta trả tiền. Chứ bộ thiếu không trả tiền sao mà chịu cái vú người ta mày. Bán người ta tiền á, người ta không đeo khẩu trang thì lại mắng. Mày nhìn lại này có đeo khẩu trang không? Làm chủ của đó là chết là mơi á, đâu không đeo được. Mơi to cá. Trời biết mơi nó không đi chợ này luôn. Ủa vậy rồi hẹn ngày mới trả tiền không trả tiền hả? Annyeonghaseyo, welcome Smita. Xin chào tất cả quý vị khán giả trong và ngoài nước. Xin chào tất cả mọi người đang xem cái bàn mặt của Hòa Minh Upa. Đây trước mặt các bạn là cô cá dứa này nha. Trời ơi, hễ theo yêu cầu của mấy bà như này mấy bạn cũng làm biến quá à. Tôi đã làm biến rồi, mấy bà còn làm biến hơn tôi nữa. Tôi ốp hình hồi xưa giờ tôi bán cá dứa viên con không mà cái mấy bà mua. Trời ơi, em ơi cắt giùm chị luôn đi, em ơi cắt giùm chị luôn đi, chỉ làm tiếng cắt bây giờ nha. Tôi bây giờ tôi nhà tôi á, phải bỏ thêm một công dao một cắt với bà nè. Nó tôi phần với bà giờ làm gì, chỉ cần mua hàng về xong là mấy bà làm gì, mua hàng về xong rửa lên chiên ăn thôi. Trời ơi, bọn nhà tôi phải ngồi cắt từng miếng cho mấy bà. Đó, nó cắt từng miếng vậy cho mấy bà nó khổ tâm ghê. Cắt cho mấy bà ở nợ chứ bà mấy bà có tiền mấy bà có quyền cắt hết trơn cho bà luôn nè. Nó rồi ngồi không rảnh nó cắt rồi bây giờ tiền nó cũng vậy luôn, nó yêu cầu vậy mà tiền nó cũng vậy luôn, không có lên giá không có xuống giá. 230.000 một ký phở đi ship tới nhà cho mấy bà luôn đó. Rồi nhiều khi mấy bà vô sau mấy bà thấy ủa sao đăng hình nguyên con cá bây giờ cắt lung dụng là không phải nha. Cái đây yêu cầu khách hàng và hàng mới bây giờ cắt luôn cho mấy bà. Mấy bà nè, cô cá dứa mấy bà ơi, ăn một cái là nhức nách xúc sắc đổ đây còn thung tét nó quần cũng luôn. Mấy bà chiên lên ăn cơm cũng được, nhậu cũng được, tặng người thân cũng được. Hàn Quốc Việt Nam cổ nào cũng có bán hết trơn mấy chỗ. Trời ơi nhìn con cô cá dứa. Ừ mà quên bà cũng kia mấy ông mấy đội kia cũng đảng hậu vô duyên đó. Người ta bán cô cá dứa mà vô bình luận nó cô cá dồ hoài à. Ở đây là cô cá dứa nha, khẳng định là cô cá dứa nha, bao ăn bao ngon và bao đổi trả nha. Để số điện thoại lại đặt đơn hàng lại dùm cho Hòa Minh Upa nghe nè. Ơi ai mà chưa từng ăn khô cái lóc bên em thì cứ ăn một lần đi quý vị ơi, ăn một lần là ngất ngay con gà tây, ăn một lần là thèm thấy bà nội luôn, ăn một lần là không bao giờ biết bỏ mặt Hòa Minh Upa một bơ dơ giữ cho đời cho nổi luôn. Đây khô cái lóc làm nhà không tẩm, có chất độc hại không tẩm mà mẹ nhìn thấy ghê không, nhìn nó trắng tư chừng được không? Ừ, nó nhìn vậy đó. Đường tiêu tỏi một ngọn ớt nè, cũng đã chơi rồi ăn the cái miệng nha. Đặc biệt với anh chị em nào mà trời ơi đem tính đồ cô khô ha, anh chị em là nhậu ha. Trời ơi nướng con khô cá lóc của tôi lên chiên một cái rồi ha. Ê còn khô cá lóc chứ không phải là cá lóc của tôi nha mấy bà. Ăn kim khi của cá lóc lên một cái hay mấy bà. Trời ơi mấy bà ơi ăn một lần một cái là muốn mua lần một, mua lần hai mua lần 3 mà ăn không hết thì cứ trả hàng lại cho tôi, bao chất lượng bao ngon với bà luôn con khô cá lóc này bà. Đó tỏ mấy bà thấy chưa, mấy ông thấy chưa. Trời ơi ai là tín đồ của khô lên đây với Hòa Minh Upa một lần sẽ ngất ngay con gà tây luôn, thiệt tình luôn. Một ký hiện tại bây giờ là bao nhiêu, inbox qua tin nhắn đi. Mà hiện tại bây giờ là 250.000, 11 lên giá xuống giá không biết nha. Mà hiện tại giờ đang clip này là 250.000 mà phờ ship tới nhà cho mấy bà luôn, nhận hàng ăn không ngon trả hàng lại cho Hòa Minh Upa luôn. Thấy ghê chưa, không có cái dịch vụ nào bao ăn bao ngon và bao đổi trả. Rồi đặc biệt anh chị em nào bên Hàn Quốc còn bán thiếu luôn nữa, bán thiếu cuối tuần trả, bán thiếu cuối tuần trả. Thấy ghê chưa, thấy ghê chưa, không có chỗ nào bán được như tôi đâu mấy bà. Mấy bà tranh thủ mua giùm đi. Ừ, mua giùm đi nha, trời ơi đã. Chị em nào đang ế chồng, hối lộn, chị nào đang ế chồng, thằng BD nào đang ế chồng hả? Ăn khô cái đi hồng có chồng đây liền. Đó mấy chị không, khô cái đồng rất là dễ thương, rất là đẹp, rất là ngon, rất là xuất sắc, rất là tài. Đây là lọc hết trơn xương của mấy bà rồi, mấy bà ăn một cái là không gì mất xương mà ai mất xương là tới số nha. Còn bây giờ là khô cái đi hồng này không có một cái xương, lóc xương, ướp gia vị, cảm gia vị bình thường ngon cực kỳ cho anh chị em luôn. Anh chị em ăn một lần đi, trời ơi nó xuất sắc, bắt đầu ăn một cái là quýu người, ăn nó quýu người. Đặc biệt dành cho mấy chị nào nhậu nha, tín đồ của nhậu nha, rượu nha, bia nha. Đặc biệt là muốn mua tặng người thân của mình cũng được, tôi ép chân không rất là kỹ. Trời ơi về của cha mình nhậu, mẹ mình nhậu, ông bà nội bà ngoại mình hả, nhậu cũng được luôn. khôn ha. Tại vì khô cái niêm hồng của Hòa Minh Upa không có làm cứng, vừa vừa ăn, già trẻ bé lớn nam nữ bóng bì đê đều có thể ăn. Dạ con ăn được xây tinh tố uống ủng hộ vậy. Nó đồ vậy thôi. Thật sự là khô cái niêm hồng nhà Hòa Minh Upa bao ăn bao ngon và bao luôn cái đội trả cho quý anh chị, nên quý anh chị Việt Quốc dùm cho Hòa Minh Upa khô cái niêm hồng bao ăn bao ngon bao đội trả, ngu gì không chịu mua hay quý vị nọ.